Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ, quý linh mục của Chúa cũng như tất cả những ai đến với chương trình phụng vụ thánh của chúng con một lần nữa. Và chúng ta đã biết rằng những ngày Tết Tư cũng đang dần dần qua đi để rồi chúng ta trở về với đời thường của chúng ta. Thì ngày hôm nay cũng là ngày 31 tháng Giêng năm 2023. Thì chúng con trong những ngày vừa qua là ngày 28 tháng Giêng, không biết mọi người còn dư âm không, nhưng mà riêng bản thân của chúng con thì còn nhiều cái dư âm của nó lắm. Và ngày hôm nay chúng con qua chương trình phục vụ thánh do các cha đa minh Việt Nam tại hải ngoại phụ trách với trung tâm mục vụ đa minh của chúng con, thì đây chúng con xin được có một cái đề tài để chia sẻ, đó là Thánh Thomas Aquino, vị tiến sĩ thiên thần. Có lẽ là năm nay có nhiều điểm đặc biệt về ngài lắm, tại vì nào là 700 năm rồi 750 năm, 800 năm vân 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 vân. Nghe nói sắp sửa là dòng đa minh còn chuẩn bị năm thánh này kia nữa cơ. Thành ra là ngày hôm nay chúng con cũng cùng với cha Giuse, cha bề trên của chúng con, cha Giuse Đinh Văn Nghị, chúng con đến với quý cụ bà và anh chị em với chương trình của phụng vụ thánh là Thánh Thomas Aquino, vị tiến sĩ thiên thần của giáo hội. Chúng con xin kính chào cha bề trên cũng như tất cả quý cụ bà và anh chị em một lần nữa. Vâng, con hân hạnh chào cha xứ và chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Vâng, trăm năm mới ạ. Dạ vâng, năm nay cha thấy Tết có vui không cha? Con thấy hôm Chủ nhật vừa rồi là cha phấn khởi nhất. Một điều con biểu chắc chắn luôn là chuyện gì luôn rồi. Ăn Tết là rất là vui, đặc biệt là chúng con ăn Tết của nhà dòng chúng con với ân nhân. Và chúng con có đốt pháo, đốt rất pháo là long trọng. Tưởng chừng là không đốt pháo được quý cụ mà và anh chị em biết không? Tại vì hôm Chủ nhật vừa rồi đây nó mưa lắm luôn. Nó mưa từ sáng cho đến chiều. Nhưng mà cái lúc đúng cái lúc chuẩn bị mình đốt pháo thì nó ngừng thì mưa. Thì là ngừng lại để đốt pháo. Thầy Chúa rất là chiều cha bề trên. Cái thưa quý cụ, quý bà và anh chị em. Nhưng mà chiều quá có chừng ngài bị hư. Ta cầu nguyện nhiều cho ngài. Dạ vâng. Thì cha, nếu mà Tết của cổ truyền của chúng ta mà không nếu không có tiếng pháo thì điều suy xẻo và ma quỷ không đi. Vâng. Còn riêng về chúng ta bây giờ thì chúng ta đã có Thiên Chúa bảo bọc chúng ta rồi. Dạ vâng. Phải có tiếng pháo để tâm hồn chúng ta bùng nổ lên. Dạ và vâng. Ăn mừng Tết Chúa cho, thời gian Chúa cho chứ. Vâng. Nhưng mà bây giờ trở về với cái chủ đề của chúng ta, cha giới thiệu đó là ông Thánh Thomas, là năm nay là rất là đặc biệt là vâng. Bởi vì cha bề trên tổng quyền Timoner của chúng ta dạ vâng. vừa ra thông báo là thường là người ta chỉ có cử hành năm thánh trong vòng một năm maximum thôi. Maximum. Nhưng mà riêng về ông Thánh Thomas của chúng ta thì cha bề trên tổng quyền đã ấn định là chúng ta sẽ mừng một phát năm thánh của ông Thánh Thomas Aquino trong vòng 3 năm luôn. Vâng. Là trong cái thư của ngài viết đây thì ngài bảo rằng từ ngày 28 tháng Giêng năm 2023 này, tức là kỳ vừa rồi. Dạ vâng. Cho tới 28 tháng Giêng năm 2025. Dạ vâng. Tức là 23, 24 sang 25. Dạ vâng. Tại sao lại mừng như vậy? Đố cha biết. Con biết luôn. Tại đó là vị thánh bổn mạng của con mà. Con có đầu tư. Vâng, cái thứ cuối cùng mà và anh chị em hôm vừa rồi chúng con cũng mừng bổn mạng của chúng con là Thomas Aquino. Nhưng mà thật sự nói của con, nhưng mà con thấy rất là nhiều người là Thomas, nhưng mà là nhiều người cũng rất là quý mến Thánh Thomas Aquino. Thì chúng ta biết Thánh Thomas Aquino sinh năm 1225 tại Ý, miền Bắc nước Ý phải không cơ? Vâng, một thành phố nhỏ, trong một nhỏ. Cái town đó. Nó gọi là Rocca Secca. Rocca Secca. Rocca Secca, Rocca là đá. Đá, Secca là... Secca là khô. Khô, vâng. Đấy, thậm chí khi đá, mà cháu uống, whisky, cháu dạ, vâng. uống rượu đó, mà chú uống sách đó, là uống chỉ có nó không? Khó uống lắm. À, khó uống lắm. Dạ vâng. À, thì chắc không cho đá, nhưng rồi. Mà cái Secca tức là uống nguyên đó mà thôi, còn Rocca đây là đá rất là vâng. khô. Và rồi Thomas Aquino có nghĩa là ngài sinh ra trong cái lâu đài Aquino phải không cơ? Trong cái lâu đài của dòng quý tộc vâng. gọi là Aquino. Vâng, thì dạ. ngài sinh năm 1225. Chính vì vậy mà kết thúc cái năm thánh mà chúng ta nói 3 năm năm thánh đó là năm 1225. Thì lúc 2025 năm sinh của ngài, năm sinh của ngài là mừng 800 năm. Là sẽ khép lại sinh nhật. Sinh nhật 800 năm sinh nhật của ngài là khép lại chương trình. Nhưng mà mở ra chương trình là
lại là 2023, có nghĩa là tại vì ngày 14 tháng 7 năm 1323 thì chính Đức Giáo Hoàng Gioan 22 đã tuyên phong thánh cho ngài. Vâng. Chính vì vậy mà mở ra một cái năm thánh là như vậy, tại vì năm đúng 700 năm, tròn 700 năm ngài được tuyên thánh. Rồi thêm một cái sự kiện năm 2024 nữa. 1274. Đó là cái ngày mùng 7 tháng 3 năm 1274, ngài được Chúa gọi về, là lúc đó ngài tròn 49 tuổi cha. Đúng. Cái ông thầy này hay lắm. 49 tuổi sống ở trần gian, rồi 49 năm sau được phong thánh. Đúng. Thành ra là cái đó cũng là một điều đặc biệt. Do đó ngồi tính ra như vậy là mừng năm thánh, mà từ năm 23 tới 25 là 25 đấy. Luôn, dạ vâng. Để mà chúng ta nhắc nhở lại đó, là đầu tiên là chúng ta mừng những ngày sanh mà mày được tuyên dương thánh. Thánh của ngài. Đó, rồi bởi vì trước đó là chúng ta lại mừng là ngài đã được ngày sinh ở vào nước trời. Đúng rồi. Và đấy là 750 năm. Tức là năm tới 2024. Đấy, 24. Rồi thì cái năm kế đó kết thúc là năm là sanh của ngài, 800 năm sinh nhật của ngài. Vâng, thành rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt nên nó cứ nối với nhau như vậy. Thành ra là cảm ơn cha bề trên thì tổng quyền. Có nhiều người thắc mắc bảo rằng tại sao mà ông thánh chết ngày mùng 7 tháng 3. Dạ vâng. Năm 1274 mà bây giờ lễ là chúng ta lại 28 tháng Giêng. Lý do tại là sao? Con chẳng hiểu luôn. Cái cha này, vâng. Lý do là bởi vì cái thánh Thomas đó trong một thời gian rất lâu dài không ai để ý là vị không là vị thánh quá quan trọng. Ồ, vậy đó cơ. Hèn chi tất cả các nơi đều mừng lễ. Ồ. Lớn. Vâng. Nhưng mà nó có vấn đề, nếu mà cha để vô mùng 7 tháng 3 nó vào mùa cháy. Đúng rồi. Nên vào mùa cháy đó mà lại làm sao cho nó to sầm uất được. Đúng rồi. Do đó giáo hội cho phép dời vào ngày 28 tháng Giêng để mà bà con được mừng rỡ lớn. Rất đơn giản vậy thôi. Con tưởng là chuyển di hài của ngài. Không. Chỉ vì là mùa chay. Vâng, là mùa chay. Wow. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, như cha nói đó, là có một thời là người ta giống như thánh Thomas bị lời dạy, những cái lời dạy của ngài đó là bị xâm nhiễm bị u mà. Và bây giờ bởi vì giáo hội đang là gặp rất là nhiều khó khăn, cái lạc thuyết đặc biệt về vấn đề thần học đúng và không? Luân lý, về thần học luân lý, về đủ mọi thứ, triết lý sống con triết người sống. Vì vậy chi bây giờ đó là giáo hội, ngay cả Đức Giáo Hoàng này, đúng rồi, và Francis, nhiều người trong giáo hội bây giờ lại kêu mời làm sao phải trở về với ông thánh Thomas. Dạ vâng. Để mà giáo hội tìm được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua lời dạy của ông thánh. Dạ vâng. Đấy, cho nên là chi bây giờ đó là dòng Đa Minh chúng ta nhân dịp này cũng để nhắc nhở về ông thánh Thomas Aquino, là người anh của chúng ta, một cách rất là đặc biệt. Dạ vâng. Là bởi vì là ngay Đức Giáo Hoàng và những người đang là phục vụ trong cái giai cấp lãnh đạo của giáo hội, không phải tất cả nhưng mà rất đông đang là mong muốn dùng cái lời dạy của ông thánh Thomas để mà khai sáng cho những vấn đề bây giờ. Dạ vâng. Đấy, nhiều khi để cứ nói lung tung mà nó không nền tảng. Dạ vâng. Tại sao mà là như vậy? Là vì ông thánh Thomas của chúng ta đó, là ông ấy đi bắt đầu là về kinh thánh. Vâng. Và kinh thánh đó đã được các đấng giáo phụ là người ta đã ông ấy biết các đấng giáo phụ nói gì. Dạ vâng. Và sau đó dùng hai nền tảng đó để mà soi sáng những vấn đề của thời đại. Vâng. Vì vậy trước khi mà nói về ông thánh Thomas, đây là cái điều mà cha con nghĩ là con hy vọng là cha được một phần của ông ấy. Vì ông thánh Thomas chứ không phải là vì ông là quan thầy của cha đâu. Dạ vâng, vâng. Là vì lý do làm sao? Người ta bảo rằng ngay từ nhỏ đó, khi ông thánh ông ấy sanh ở Roccasecca, và lúc 7 tuổi thì bố mẹ đưa ông ấy đi lên trên cái monastery đan viện đan viện gần đấy của các cha Benedicto đấy. Chứ không phải của Đa Minh. Không Benedicto đấy. Thì khi mà là lên đan viện đó thì ở nơi đó là ngài, cái trí óc của ngài đặc biệt cái độ rằng
là trong thời gian đó bao nhiêu quyển kinh thánh là ngài bằng tiếng Latin đó là ghi nhập vô cái đầu của ngài hết. Đấy là cái trí óc của ngài khủng khiếp vậy. Như vậy cái nền của ngài là nền của thánh kinh mà được chiêm niệm trong bầu khí của mấy cha Benedicto. Dạ vâng. Nếu nhớ được cái đó thì tốt lắm. Vâng, đúng rồi. Rồi thì ngài ở đấy được 7 năm. 7 năm á thì cái hoàng đế Frederick đó là chiếm cái đan viện đó. Wow. Do đó đó thì tản mát đi cũng giống như ngày xưa mấy ông nhà nước của Việt Nam đó là lấy là nhà dòng đi đó. Đúng rồi. Thì chúng con tản mát khắp nơi. Yeah. Đấy thì ông Thánh Thomas cái thời đó cũng vậy, lại được đưa lên Napoli, tức là tiếng Napoli tới tiếng Anh của mình Naples đấy. Dạ vâng. Đúng không? Vâng. Thì đưa lên đấy thì nơi đó là ông Thánh bắt đầu học hỏi về triết học Aristotle này. Yeah. Rồi đặc biệt hơn nữa là đọc các cái sách giáo phụ. Người ta bảo rằng ông Thánh đọc tới đâu là nhớ tới đó. Đó. Wow. Đây là cái đường của ông Thánh Thomas bây giờ giáo hội thực sự là cần. Yeah. Đó là anh phải lúc nào cũng phải biết kinh thánh. Dạ vâng. Nhưng mà biết kinh thánh không phải là biết lịch sử. Dạ cái vâng. Đó tốt nhưng mà không tốt mấy. Dạ vâng. Anh đọc cái văn bản kinh thánh đó, ở trong bầu không khí chiêm niệm. Đúng rồi. Để như ông Thánh Jeronimo nói đó là ai biết kinh thánh, ai mà không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Dạ vâng. Không có phải là anh cứ đọc được vài chuyển để anh giải thích được cái này cái kia là anh gặp Chúa, không phải. Vâng. Một là phải trong cái bầu không khí chiêm niệm. Dạ vâng. Và dùng kinh thánh đó để tâm hồn của mình được kết hợp với vâng. Thiên Chúa. Dạ vâng. Đấy là cái đường ông Thánh Tomaso đi. Vâng. Đúng chưa? Dạ vâng. Đã đủ chưa? Được. Chưa. Ông Thánh tôi về còn cái nữa là kiểu của ông Thánh đó là nếu là mình đã đọc kinh thánh mình gặp gỡ Chúa Kitô, mình phải gặp gỡ Chúa Kitô trong giáo hội. Dạ vâng. Mà giáo hội là gì? Giáo hội là luôn luôn là một mầu nhiệm kết hợp với Chúa Kitô và có một cái truyền thống sống động từ đời này qua đời kia. Do đó, những người nào mà có biết kinh thánh một cách đúng thì đều phải biết về các Church Father, tức là các thánh giáo phụ rất là cứng. Đấy là ông Thánh Tomaso của chúng ta. Dạ vâng. Đó. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều. Đấy chúng ta thấy rằng một cái đây là một cái sự khúc chiết luôn luôn ngài là hồi xưa nay con cứ nghĩ là ngài là chuyên viên về gọi khi con đi học ở bên Berkeley thôi chứ Saint Albert thì con nghĩ là ngài là một triết gia nổi tiếng thì ai cũng biết rồi triết gia và thần học rồi nhưng mà hôm nay như là cha bề trên nghị đã nhắc cho chúng ta rằng ngài bắt đầu khởi đi từ kinh thánh chứ không phải từ triết học đâu. Triết học là khúc đoạn sau này ngài mới lồng vào đó đọc kinh thánh dưới cái sự sáng soi của cái nền triết học nữa cộng vào tất cả mọi sự rồi các thánh giáo phụ cộng vào nữa nó mới ra được cái kết quả như vậy. Và hôm nãy cha có nói một câu là cha bề trên tổng quyền Timoner đã ra một cái văn bản một cái lá thơ nhưng mà đối với con khi con đọc một cái bản tin khác của diễn văn của Đức Giáo hoàng Francisco dành cho hội nghị quốc tế lần thứ 11 về học thuyết thánh Thomas tiến sĩ thì nói rằng đã ngày 29 tháng 9 năm vừa qua rồi Đức Thánh Cha Francisco cũng đã triệu tập một cái hội nghị rất là lớn ở bên Roma mà gồm có 350 học giả, hơn 350 học giả đến từ khắp các nơi trên thế giới và trong đó ngài có nói câu là năm tới sẽ kỷ niệm 700 năm ngày Thánh Thomas Aquino được tiên phong hiển thánh. Đã diễn ra tại Avignon vào năm 1323. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta rằng nhà thần học vĩ đại này là một vị đại tiến sĩ của giáo hội, trước hết là một vị thánh, một môn đệ trung thành của sự khôn ngoan nhập thể. Đó là lý do tại sao trong lời nguyện của ngày thánh lễ Thomas chúng ta đã được nghe là đấng đã làm Thánh Thomas chính là đấng đã làm Thiên Chúa đã làm cho ngài trở nên vĩ đại nhờ việc theo đuổi đời sống thánh thiện và niềm say mê đối với học thuyết thánh thiêng và xin ban cho chúng con hiểu giáo huấn của ngài và noi gương bắt chước ngài, noi gương thánh nhân để mình được vị thánh tiến sĩ và thầy dạy soi sáng và hướng dẫn. Thành ra là chính Đức Giáo hoàng cũng rất là hâm mộ ngài chứ phải con không? Thấy rằng Đức Giáo hoàng nói quá chính xác. Con thấy đa số đó, ngay cả anh em mình cũng nghĩ về ông Thánh Tomaso của quan thầy của cha như là một người quá giỏi, một người trí thức, luôn luôn cao siêu, quên đi. Yeah. Ông Thánh Thomas là con người, rất là con người. Yeah, vâng. Là bởi vì
Ngài trước hết, Ngài không phải là gương mẫu cho chúng ta vì trí thức cao siêu của Ngài, cho bằng, nhưng cho bằng cái đời sống thánh thiện của Ngài. Vâng. Và cái việc học hành cũng giống như cái việc suy nghĩ để giải thích về Thiên Chúa. Dạ, vâng. Thì là cái con đường nên thánh của Ngài. Nói đúng ra đó thì mình chỉ nghĩ về cái con người gọi là cao siêu, gọi là quá vậy thôi. Nhưng chúng ta phải nhớ là Ngài là con người rất bình thường. Dạ, vâng. Bình thường ở dáng vóc. Bởi vì ngay từ nhỏ đó, Ngài nó tròn quay à. Bây giờ nói về những cái đặc điểm của Ngài đi. Vâng ạ. Thì nãy giờ chúng ta đang giới thiệu về cái bài ngày hôm nay chúng ta rất là đơn giản. Chúng con chỉ muốn giới thiệu là trong những lần tới đây chúng ta sẽ hướng về một vị thánh Thomas Aquino. Không phải là chúng ta đề cao Ngài về sự uyên bác của Ngài, về tất cả những cái bài viết, cho bằng cái đời sống của Ngài, làm sao Ngài nên thánh. Và mỗi người chúng ta cũng được Ngài được inspire, làm sao để chúng ta được thấm nhuần cái đó để chúng ta nên thánh. Mỗi lần con nghe cái đấng nào cứ nói và ông thánh Thomas là cao siêu lắm, vâng, không có hiểu nổi đâu. Giận lắm. Trời ơi, thì không hiểu nổi thì cần học ông ấy làm gì, nó không hiểu thì học làm gì. Đúng rồi. Nhưng mà họ quên đi mất là ông thánh Thomas đó là con người, rất con người. Dạ, vâng. Vì sao con hy vọng sẽ có những cái trả lời những câu đơn giản đó, ông thánh Phaolô đấy. Ông thánh Thomas này, ông bảo chứ làm có cái nghề có cách nào, ông viết rõ ràng trong sách đó. Làm thế nào để giải quyết nỗi buồn? Dạ vâng. Đúng rồi. Ông ấy có nhiều cách. Ông ấy đến là đại khái là phân tích rất là hay, rất là đơn giản mà cụ thể lắm. Rất cụ thể. Bây giờ một kịch vui bên nói buồn thì xong mình sẽ bàn hơn. Ông bảo muốn đỡ buồn thì làm gì không? Bảo có nhiều cách như sau này. Uống rượu. Mà một trong những cái không. Một trong những cách ông bảo chứ việc đầu tiên á, nếu có thể khóc được, cố gắng khóc. Ờ đúng rồi. Đấy. Khóc cho vơi đi nỗi buồn. Anh mà không biết khóc là đời anh chưa biết sống. Vậy thế. Đấy. Hay khóc đi. Đấy đấy. Cái điều thứ hai nữa là ông ấy rất thực tế. Anh khỏi buồn, anh muốn làm gì anh biết không? Thấy không? Đi tắm này. Đi tắm. Ông Thánh Thomas viết như vậy. Chứ người ta phải toàn nói những cái chuyện cao siêu. Cứ tưởng là hết buồn thì đi cầu nguyện đi, đúng đi không? Đi cầu nguyện đi. Nhưng mà không có. Đó, anh phải con người toàn diện. Anh phải thực sự là con người. Đấy, cho nên ở phía ông Thánh Thomas đã còn thấy nhiều người thánh. Nếu mà muốn bớt buồn là thứ nhất là đi khóc nè, thứ hai là đi tắm nè. Còn nhiều nữa nhưng mà còn không nói để lần sau, hôm nay mình chỉ nói như đặc biệt thôi. Vâng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ trở về ông Thánh Thomas là con người đó. Thì đây là cái người ta viết vắn tắt như này, người ta bảo chứ cái vóc dáng của Ngài đi. Vóc dáng của người là con người mập, béo. Béo, tròn. Nên là cái tướng của người gọi là to. Có khi gọi người ta có gọi là ông ấy người khổng lồ luôn. Wow, vậy đấy. Đó. Nhưng rồi này người ta bảo người ta còn tết còn cái chuyện đấy chả. Là bởi vì ông phải ngồi, ông ấy đọc sách, rồi ông ấy viết, lách, nghiên cứu nhiều quá. Thì không có tập thể thao nhiều. Không có để chả ý. Biết có vấn đề không gì có để không? Ý đến cái vóc dáng của mình. Không để vóc dáng của mình. Chả biết chuyện gì xảy ra không? Thân thể người ta gồm 3 phần. Đầu mình và chân tay. Cuối nhưng cùng, mà đối với cái đấng trí thức ấy, thì có 3 phần, từ đầu xuống tới cái ngực, từ ngực xuống đến đầu gối và đầu gối trở xuống. Dạ vâng. Thì cái chỗ giữa của ông Thánh Thomas ngồi nhiều quá, cái bụng nó trương là như phình này ra. Nó phình ra đến cái độ rằng bây giờ để làm việc được thì làm sao cho biết sao không? Thì là cái chỗ ngồi lại phải khoét ra như vậy. Còn có nghe nói cái đó không? Còn có đấy, nghe nói đấy, khi mà sống với một đấng thánh đó, mình phải biết Ngài rất là người. Dạ vâng. Và thánh là người gì? Thánh là cái người luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa. Dạ vâng. Không phải dùng cái trí óc con người gọi là này nọ kia mà nên thánh được, không có đâu. Dạ. Một là dùng tất cả mọi tài năng Chúa ban để mà kết hợp với Chúa. Vâng. Và nó tỏa ra ngoài. Dạ vâng. Vì vậy người ta nói rằng ông Thánh Thomas của cha đó là con người mập, dáng vấp thì to sức quá sức. Nhưng mà đây là cái người ta nói, ông ấy cực kỳ hiền lành. Vâng. Cực kỳ khiêm tốn. Con biết điều gì mà con quý nhất không? Cực kỳ tử tế chả? Dễ chịu, tử tế. Chả thấy không? Đang một con người như vậy thì trời lớp ơi. Tại sao mà không nhấn mạnh những con người như vậy mà toàn ấy kia để rồi đi xa đi? Cứ suy tư hoài về cái nghĩ chuyện ấy, cái chuyện lung tung hết. Nhưng mà phải trở về. Bây giờ nói về vấn đề mà con người của Ngài, có cho con nói thêm tí được không? Cha cứ thoải mái. Hôm nay là chương trình này của cha. Hôm nay chương trình mình càng biết nhiều về Thánh Thomas thì càng tốt. Hôm nay mình giới thiệu tổng thể. Sẽ có những cái bài mình sẽ đi sâu vào cho những một trong những cái điều mà con rất quý cha đó là bởi vì cha quý bà cố. Dạ, cha vâng. Cũng thương các em của cha mà đôi khi cha con thấy cha ăn lấy cớ anh cả cha chửi chúng nó.
Nhưng mà không có, không có hiền được. Anh cả dạ. có trách nhiệm dạ thì đương nhiên phải nhắc nhở cho em. Dạ nhưng mà đây là cái điều mà con quý ở nơi cha của, cũng giống như ông thánh của cha đó, là ngài rất là gần gũi với anh chị em. Dạ vâng. Anh chị em của ngài như rồi chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ bật mí ra, anh chị em của ngài không phải là tốt. Dạ. Nhớ không? Vâng. Nhớ có nhiều ông anh đó, là nghe lời mẹ, mẹ ngài lời vào loại cũng dữ lắm. Đúng rồi. Rồi bắt rồi đi. Bắt nạt. Rồi về sau mình sẽ bàn về cái chuyện đó, ngài muốn đi tu không cho đi tu, bắt đúng về. Rồi, đúng rồi. Rồi giao cho mấy ông anh. Ông anh mới làm đủ một tình một tội để mà cho em bỏ tu đi. Đúng. Đấy, để nhưng mà ông thánh không. Dạ. Nhưng mà nói chung là ngài rất là gần với anh chị em mình. Dạ vâng. Rồi cái chính cái người mà nghe lời mẹ, em cô em gái ngài nghe lời mẹ đó mà cũng cố gắng là chiều kéo ngài để cho đừng đi tu anh em đam minh nữa. Dạ vâng. Thì cuối cùng vì cái sự gần gũi và ngài thương yêu đó, chính cô đó về sau nghe lời ngài cũng đi tu luôn. Dạ vâng. Đấy. Đấy. Nhưng mà riêng về cái con thấy chứ ở thì người ta có kể chuyện đó là ngài rất là sợ bão. Dạ khi vâng. mà mỗi lần có cơn dông nó lên đó thì ngài rất là sợ sét đánh, là sợ sét đánh. Có lý do hết, tại lý vì có vì một cái câu chuyện. Dạ đấy. Vâng. Câu chuyện đó là bởi vì khi ngài còn nhỏ đó thì tuổi còn nhỏ lúc ngài con ở nhà đó thì ngài với em ngài đang ngủ chung một phòng đúng vâng. không? Thì sét đánh em ngài qua đời và vì vậy chi là không phải là thánh là không có bị những cái chuyện mà con người như cũng vậy mỗi là vẫn sợ hãi kia nhưng mà cái quan trọng là sợ thì cứ sợ nhưng mà gắn bó với Thiên Chúa để sống cuộc đời của mình. Dạ vâng. Con nghĩ những cái hương đó tại sao mà không nhắc đấy rồi. Cho nên người ta kể là ông thánh Thomas đi đâu đó cũng mang cái một cái relic đó, gọi là cái thánh tích đó. Dạ vâng. cái giống như cái bộ xương dạ của vâng. bà thánh Anne đó để mà xin được cho an toàn mỗi khi trời nổi mưa. Sấm đó. Dạ, mưa sấm sét. Dạ vâng. Rõ là con người không? Kinh lắm. Đấy, thậm chí bây giờ cứ bảo mấy ông đa minh ấy rồi kiêu ngạo rồi là rồi thấy người ta đeo những ảnh tượng này kia rồi xì rồi cái đồ thứ quê mùa. À. Hỏi cái ông thánh tổ của mình đấy. Đúng rồi. Đấy, ông thánh mà rồi ông ấy còn luôn luôn như vậy cái đời ông như vậy đấy làm sao? Vâng, đấy. Phải gắn bó vào với Chúa. Thành ra là đó là những cái điều mà nhưng cảm ơn cha rất là nhiều. À, những cái câu chuyện rất là đời thường của ngài. Chẳng hạn như khi chúng ta buồn làm gì thì chắc là thôi buồn đi cầu nguyện, không có buồn thì khóc, buồn thì đi tắm cho nó bớt buồn vân vân. Rồi cũng có những nỗi sợ hãi, chắc có lẽ nhiều khi trong cuộc đời chúng ta có thể sợ rắn, sợ rít, sợ bọ cạp, sợ chuột, sợ gián, đủ thứ hết. Cái đó rất bình thường vì thánh Thomas Aquino cũng đã từng sợ sấm sét trong cuộc đời của ngài. Dạ vâng. Rất là hay thưa cha. Vâng. Rồi chúng ta đã biết cái vóc dáng của ngài thì chẳng có phải như là những người model là muscle rồi ngực to rồi eo thon. Bảo đảm so với cha là thua rồi đấy. Ấy, cha ơi, cách đây 2 năm, cách đây 6 7 năm con cũng tròn lắm đấy. Người ta cũng nói con không cần phải khoét cái bàn đằng trước nhưng mà chắc cũng đâu đấy cái bụng to lắm, tròn lắm đấy. À thì ra đối với ngài không chú trọng về cái hình thể của ngài cho bằng cái sự kết hợp mật thiết giữa ngài và Thiên Chúa và ông cơ. Cái sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện của ngài nó quan trọng hơn tất cả những cái vóc dáng bên ngoài. Cái đó cũng là điều cho chúng ta đáng suy nghĩ. Đôi lúc chúng ta dành quá nhiều thời gian để lo cái thân xác của mình mà không để ý đến cái mối liên hệ của mình với Thiên Chúa, đúng không cơ? Dạ. Rồi chúng ta có một lần cha nói là ngài tư tưởng là các thánh là những người rất là trung thành một mực, nhưng mà ngài cũng thay đổi như trong chóng đấy. Tại vì bằng chứng hôm nay ngài nói đó, cha nói là ngài được mặc dù sống với các cha biển Đức nhưng lại không trở thành một cái mân. Nói đúng ra đó thì ngài không phải là cái người thay lòng đổi dạ. Không phải thay lòng đổi dạ thì có nhưng nhiều người nói đặt cái vấn đề. Nhưng mà ngài có cái con người của ngài đó là Chúa ban cho ngài là luôn luôn gọi là tìm ra cái gì là sự thật. Yeah. Đấy. Nên chi để người ta kể chuyện là khi mà ngài mới giờ con mới nhớ lại cái đan viện, cái tên đan viện mà ngài được lớn lên ấy, gọi Monte Cassino. Monte Cassino. Rồi bây giờ thì có đến cái đan viện rồi đến thăm chỗ của ngài có ghé đấy mà dạ, tự nhiên vâng. cái tên nó quen. Dạ vâng. Đấy thì ngày xưa tu cái kiểu đan viện ấy nó khác với dòng đan minh chả. Dạ vâng. Cái đan viện ngày xưa đó khi mà ở trong một đan viện á là người ta tự lập hết. Dạ, là vâng. người ta có ruộng có đất chả. Dạ vâng. Có ruộng có đất. Vấy xong rồi dùng cái ruộng đất đó để mà còn cho người ta thuê. Yeah. Anh chị dân chúng quy tụ vô đấy thì thuê đất của đan viện để yeah, mà vâng. làm. Đấy, nhưng mà nó có cái luật của đan viện như vậy là yeah, anh nào phải có làm mới có miếng ăn. Vâng. Do đó để công bằng đó thì mọi người khi mà vào đan viện thì anh phải tự động anh lo là anh không có được vô đấy anh dựa cạnh. Yeah, vâng. Do đó thì nó có như thế này.
khi có nhiều người mà trong gia đình đó, mà có người đi tu ở trong đan viện thì từ từ là leo lên cái chức gọi là giống như đan viện phụ hay có chức vụ trong đan viện ấy, trở thành những người rất là quyền thế, có thế giá, có thế giá. Vâng. Là bởi vì nguyên cái đất thừa đất đan viện á là cái đất mà rất mạnh rồi, có nhiều người phục vụ trong đó. Dạ, do vâng. đó quyền thế lắm. Rất là nhiều. Dạ vâng. Thì bây giờ có vấn đề, giờ con mới kể chuyện, cha có nhớ là khi mà cha sang bên Roma không? Con nhớ. Và khi con đi học á, cái con á là vào cái loại quá giàu có, quá sang trọng, người ta kính trọng con đến cái độ rằng khi mà con xin ở cái tu viện ở chỗ Angelicum ấy. Dạ vâng. Đường chỗ Angelicum ấy. Họ để cho con ở cái chỗ phòng đầy tớ ở. Dạ vâng. Thầy nhớ không? Dạ vâng. Ở trên đấy là cái phòng nó nhỏ tí, ở trên các xếp đó. Đúng rồi. Vậy sao mỗi lần mà con đi tiểu hay là đi nhà vệ sinh ấy, là con phải đi từ lầu xuống, là con nhớ là đi lên đi xuống 170 bước. Lý do tại sao? Con bảo chứ tại sao mà trong nhà dòng này không có cái phòng bằng nhau mà lại có phòng to, phòng nhỏ rồi cho tôi ở cái góc tí tị như này này. Ôi, cha giáo Thành rồi con cười bảo. Cái khu đó là cái khu của đầy tớ. Dạ vâng. Và sao lại gọi đầy tớ? Thì ngài mới bảo rằng cái nhà dòng Angelicum này đó là ngày xưa là của các sơ. Của các sơ mà không các sơ dòng khác. Dạ vâng. Về sau rồi mới giao cho dòng Đa Minh. Vâng. Đấy. Thì vì vậy chứ ngày xưa khi các sơ đi tu đó là cần với của hồi môn. Rồi các sơ đi phải đóng góp vô nhà dòng. Vâng. Vậy xong rồi đi vì đóng góp như vậy, hèn chi nhiều khi rồi là mang đầy tớ đi theo luôn. Dạ vâng. Đấy thì các sơ ở khu các sơ, đầy tớ ở cái khu chỗ khu còn trên, ở đấy. Đúng rồi. Đấy, cha nhớ không? Dạ vâng. Đấy, cho nên là chi là vì vậy chi trở về với cái ngày xưa đó là đi tu đan viện, tức là cái chỗ dòng Benito ở Monte Cassino đấy. Dạ. Đó là một vinh dự cho đúng nhà rồi. Dòng. Đúng rồi. Vào cái lúc đấy mấy ông tu sĩ dòng Đa Minh phá lệ. Dạ vâng. Không có ở trong đan viện nữa mà đi lang một thang. Một là hàng ngày đi lang thang hành khất. Dạ vâng. Bữa đói bữa không. Dạ vâng. Có nhiều bữa đói rồi cha Quang Đen nhà mình bảo chứ tại đói quá thì cha giao cha quản lý mới bảo nói với cha về trên bảo không có gì mấy ông đang làm loạn kia kìa. Ừ. Thì cha thánh mình mới bảo tôi cứ ngồi đấy đi để rồi cầu xin coi Chúa có cho gì không. Thì ông thánh mới khóc lóc với Chúa thì Chúa làm phép lạ, cha nhớ không? Dạ vâng. Đấy, nghèo đến cái độ như vậy cho nên là chi ông thánh Tô-ma đấy là cái gì? Không phải là thay lòng đổi dạ. Không phải thay lòng đổi dạ. Một là người ta kể là khi ông ấy đi vào dòng Monte Cassino lúc 7 tuổi ông đi học đó. Dạ. Thì người ta kể chuyện khi mà gặp các cái thầy dòng đấy thì ngài chạy đến ngài hỏi có đấng kia gọi là thông minh ở trong đấy nhất. Một đứa trẻ 7 tuổi đến gặp thầy bảo dạ thưa cha, Thiên Chúa là gì? Wow. Thiên wow. Chúa là wow. Thiên Chúa là ai? Đúng rồi. Đã và vì vậy chứ cả đời của ông á, con sống như con người thì cũng là như vậy thôi đó. Chứ biết là thi bảo cứ cha thiên ân là biết cha thiên ân, không phải đâu, là luôn luôn phải biết mà khám phá, luôn luôn phải sống với và rất là thực tế trong cuộc sống để khám phá ra người bạn của mình. Dạ vâng. Mỗi ngày là mỗi khác với con người như vậy. Và đối với Thiên Chúa ngài cũng vậy, ngài rất là mê say dòng Đa Minh. Dạ vâng. Lý do là bởi vì dòng Đa Minh là dòng giảng thuyết và giảng vâng. thuyết và lúc đấy là Veritas luôn nữa. Luôn giảng về Đức Giêsu Kitô vâng. đúng vô như là cái nguyện vọng của ngài, chân lý nữa, dòng chân lý đó cứ phải luôn chân luôn lý thì chúng ta phải luôn luôn tìm hiểu và mới biết rằng một người không thể nào tìm ra chân đúng lý rồi. Do đó phải sống gần gũi với anh em, học hỏi với nhau, chịu đựng với nhau và đi giảng, chịu khó nghiên cứu để mà khám phá ra Thiên Chúa thực sự là ai. Vâng. Do đó thì ngài say mê dòng Đa Minh và cho dù gặp khó khăn đến đâu chăng nữa, gia đình bắt ngài về rồi thì làm đủ tình đủ tội mà quyết một lòng vẫn theo anh em Đa Minh vâng. mà thôi. Hèn chi có thể nói rằng ngài là con người, cái tâm một khi đã quyết định rồi thì ngài luôn luôn tuân thủ như vậy, vượt qua tất cả những vượt khó, qua khăn. Tất cả khó khăn dạ vâng. để biết con đường mình đi. Dạ vâng. Do đó có nhiều anh nói hỗn, con không dám nói mà họ nói nhá, không phải con nhá. Vâng. Nó bảo bảo chứ ông Thánh Tô-ma Aquino của cha đó là một con người ngoan cố, dạ vâng. con không dám nói ạ. Dạ vâng, đúng rồi.
Magnet. Dạ vâng. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là Ngài không hề mà thay lòng đổi dạ đâu. Nhưng mà có lẽ Ngài đã sớm nhận ra là, như là chúng ta biết, Thiên Chúa chưa bao giờ là một hằng số, chưa thiên giờ Thiên Chúa chưa bao giờ là một cái formula nào cả. Thiên Chúa chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu, và Thánh Thomas Aquino như cha nói, Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa như thế nào, Ngài tiếp tục tìm hiểu cho đến cuối cuộc đời của Ngài luôn. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng Ngài đã vào dòng Nam Minh. Mà tính ra đó là dòng Biển Đức có từ thế kỷ thứ 7, là dòng Biển Đức đó là đã rầm rộ rồi, cho đến khi thật ra con ngồi con nghiệm lại, nãy cha nói con mới nhớ là năm 1216 là dòng ta được thành lập, đúng không cơ? Năm 1225 ngày mới chào đời, tức là lúc mà Ngài chào đời là dòng của chúng ta mới có 9 tuổi. Mới 9 tuổi thôi. Dạ, mới 9 tuổi mà thôi. Nên dòng là Đa Minh còn non lắm mà không hiểu sao mà cuối cùng tạ ơn Chúa cho Thánh Đa Minh đã thành lập dòng, và rồi sau đó Ngài đã được có một cái nơi để mà Ngài phát triển tất cả những cái mật. Bây giờ Ngài viết ra rất là nhiều cái cuộn bà và anh chị em ạ, cái sách của Ngài để lại chúng ta biết bao nhiêu ký, là rất nhiều điều quý giá. Và chính vì vậy Ngài không chỉ là tiến sĩ bình thường, mà con nghe nói là Ngài là vị tiến sĩ thứ 5 của Latin, đúng không? Đúng rồi, là bẵng đi một thời gian từ thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ thứ 13 là chúng ta lại mới có một vị tiến sĩ thứ 5, là từ kể từ khi mà 4 vị tiến sĩ Latin đầu tiên. Thật ra là Ngài rất là đặc biệt là như vậy. Và rồi tiến sĩ không những là tiến sĩ bình thường mà là tiến sĩ thiên thần nữa. Yeah. Tại vì cha, tại sao thiên thần cha? Tại sao người ta gọi thiên thần, lý do trong lý do trắng là bởi vì Ngài sống rất trong trắng. Trong trắng, vâng. Trong trắng thôi thì đã lỡ nói về vấn đề này thì kể chuyện luôn. Thoáng đi. Qua luôn đi. Thoáng qua luôn. Ngày xưa khi con còn nhỏ đó. Vâng. Là cha giám đốc Lưu Đức Mẫn đó. Dạ, vâng. Là cái ngày lễ cho Thánh Đa Minh đó. Dạ, vâng. Là luôn luôn giao cho lấy một cái dây thắt lưng này. Lễ Thánh Tô Ma chứ. Lễ Tô Ma đó. Dạ, vâng. Dây thắt mà thắt lưng trong. Rồi thì để mà đây gọi là làm phép xong rồi thắt vô cho các chú khiết tịnh đấy. Để mà nhờ cái dây đó mà giữ nhân đức khiết tịnh. Dạ vâng. Là bởi vì khi mà ngài muốn đi tu mà gia đình không có cho đi tu. Thế là thì mới bắt về. Vâng. Mà bà dùng các anh trong lính đưa lính đi bắt về. Dạ vâng. Anh chi rồi không, các cha Đa Minh không làm gì được. Về nhốt ở trên một cái tòa lâu đài đó. Cái tháp lâu đài đó. Không được tiếp xúc với ai cả được. Rồi để cho buồn, ngay đó buồn đó, ngay suy nghĩ ấy hết. Rồi thì để cho chắc căn hơn là mấy ông anh lính mà đưa cả gái gú về đấy cho dạ, ngài vâng. Nhưng mà ngài dứt khoát không. Người ta kể chuyện là ngài lấy một cái thanh củi mà đang cháy đó, là giơ ra, nếu mà chịu không được, không chịu nổi cái lửa này thì làm sao chịu lửa hỏa ngục được. Và vì vậy chi là, và về cái tâm hồn của Ngài rất là tinh khiết. Dạ vâng. Đặc biệt hơn nữa, người ta nói là về thiên thần là bởi vì thực sự về ngày sống gần gũi với Thiên Chúa như là các thiên thần gần gũi Thiên Chúa như vậy. Dạ vâng. Bởi vì những cái lời Ngài viết đó, rất là sâu sắc mà rất là hay. Một người bình thường không bao giờ suy nghĩ ra được mà viết được như vậy. Không biết như được như vậy. Cho nên chỉ thực sự là với ngày giống như là ngày qua Kinh Thánh và qua sự hướng dẫn của Giáo Phụ làm giống như Ngài nhìn thấy Thiên Chúa như các thiên thần vậy. Dạ, vâng. Do đó người ta mới gọi Ngài là tiến sĩ thiên thần là như vậy. Dạ. Vâng. Nhưng mà nói chung về đây, như cha có nói là ngài viết rất nhiều sách. Dạ vâng. Nhưng mà nếu để cho ngài viết thì ông nội tôi là thua hết, bởi vì người ta kể chuyện ngài, cái chữ của ngài rất là xấu. Xấu hơn chữ bác sĩ nữa. Xấu quá. Bác sĩ biết tòa đấy, thuốc đấy, đọc cũng chết luôn. Về giờ là nhớ về sau rồi, nếu có giờ nữa thì con thích lắm. Chỉ nói về ông Thánh thì Thomas chắc là phải nói cả đời. Yeah. Nhưng mà nói đúng rồi đó, thì ông Thánh Thomas khi thời gian ông đi học với ông Thánh Alberto đấy. Yeah. Đó, ông Alberto đó. Thì ông Thánh Alberto, ông rất hay nha. Tiến sĩ thiên thần là mình cho ngài là vậy thôi, chứ thật ra bạn cùng trang lứa của ngài gọi ngài cái tên rất là khó nghe. Rất khó nghe. Là lúc bắt đầu đó, là khi mà tới ngày vua nhà dòng, khi gia đình release thả ngài ra để ngài đi đó. Tại vì biết là có dùng nữa, ngài sẽ nhất định trở thành Đa Minh đấy. Thôi. Dạ vâng. Thì mới gửi ngài sang bên Paris. Dạ. Đấy, để ngon mà rồi. Đi học. Dạ vâng. Thì qua bên đó thì ngài, mấy người ngài, thì tính của ngài như vậy, về sau chính ngài cũng khuyên các anh em là muốn đi học, nói ít thôi. À. Nói ít thôi, để cái này hơi khó, hơi khó cho những người nổ. Dạ, những người mà nổ mùi chu là nổ hạng nặng này chắc khó lắm. Còn sẽ cố gắng bên chữa. Dạ vâng. Đấy, nhưng mà là bởi vì ngày chăm chú như vậy đó, do đó đó thì ngày học với ông Thánh Alberto, đây là cái điều con muốn nói đó.
là Ngài là học trò thực sự. Yeah. Ông là học trò theo nghĩa nào? Ngài chăm chú Ngài học và tương quan tình thầy trò tuyệt vời. Yeah. Và bây giờ người ta còn giữ được cái bản, gọi là cái bản mà của bản viết, bản văn mà người ta viết những cái sách của ông Aristotle đó. Và thì ông thánh ông thánh Alberto đó là giao cho Ngài ghi giảng, Ngài dùng cái đó. Vậy xong rồi ghi những cái lời chú, những lời giảng của Ngài, dạ cũng vâng. Dùng cái lời giải thích của Ngài bên cạnh đó. Cái chữ viết đó vẫn còn nằm đó. Vâng. Người ta mới biết rằng chữ xấu ông, chữ của ông ấy xấu tồi, xấu tệ. Xấu cơn đẹp. Vì còn dấu tính đấy. Yeah. Đấy, nhưng mà nói chung đó thì ông Thánh là con người rất là khiêm nhường, thấy không? Nhiều anh bây giờ trẻ chưa chi đã bảo là bực, tôi quá giỏi này, không chứ không có thầy. Đúng rồi. Đúng ông Thánh Thomas không? Con người bình thường. Nếu ông là người Việt Nam thì ông sẽ bảo là không thầy đố đúng mày làm nên. Là vậy đấy. Đấy cho mà và thực sự đã một phần nào đó thì con người của Ngài như vậy. Ngày xưa đó người ta mấy cái đám trẻ đó, mấy đám bạn của Ngài thấy Ngài tới mà chả thấy nói năng gì cả. Thế thì họ mới chê Ngài là con bò câm. Bò câm. Tội nghiệp chưa, cái tiếng của người ta là một lần bên là tiến sĩ thiên thần bây giờ mà trước đó gọi là người. Bởi vậy nên quý cụ bà và anh chị em ạ, đây cũng là một cái bài như nãy cha ở trên có nói đó. À, mình học Ngài không phải chỉ học là chữ nghĩa của Ngài, những cái lý thuyết của Ngài đấy, nhưng mà Ngọc học ngay cả cái lối sống của Ngài. Bị người khác cho mình là bỏ câm, Ngài đâu có bực đâu. Nhiều khi chúng ta bị người nọ người kia gán cho một cái tên nọ, chúng ta cứ nổi điên nổi khùng lên, khoan rồi làm sao nữa. Đấy, lý do là gì? Bởi vì cái thời kỳ đó là ông Thánh Alberto của mình đã dạ chưa vâng. Làm giám mục. Dạ. Nhưng mà rất là nổi. Vâng. Rất là nổi. Mỗi lần mà cái con dừng Ngài... một tí đúng. Thật ra Thánh Alberto này á, trong giáo hội mình là Alberto cả the great. Đúng tức rồi, là đúng Ngài rồi. Rất là uyên bác về không phải chỉ trong đạo thôi, nhưng mà Ngài còn là hỏi nó là tiến sĩ về khoa học gia. Khoa học gia, Ngài là thần gia, khoa học gia luôn. Scientist người... nó tiếng Anh nó gọi là scientist, vâng, đó chứ không phải là không đâu. Dạ vâng. Dạ. Xin lỗi cha. Vâng. Đấy, cho nên chi là cái lối giảng dạy của Ngài rất là thu hút mọi người. Dạ vâng. Do đó thì những người nào được làm học trò của Ngài thì là đều là hăng hái và rất là tham gia tốt tự lắm. Hào lắm. Đã tự hào lắm. Thì học ở đây đó, thế xong rồi về nhà đấy các học trò lại còn tranh luận, còn cãi vã, còn chán. Nhưng mà đây là cái điều mà ông Thánh Thomas ông ấy không theo những anh đó. Ông không tham gia. Ông đi học về ông lại tiếp tục đọc, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu. Gọi là ông rất trầm lặng. Và gia dáng của ông nặng nề như vậy thì ông ấy cứ giống như ông ấy bò vô trong lớp như vậy. Và ông không tham gia vào cái cuộc tranh luận. Thì có một anh kia trông thấy cái tướng mà cái thằng này là thằng nào vậy. Thì một anh khác mới nói rằng con bò câm. Nó là con bò câm. Cho ông Thánh là cái nickname. Dạ vâng. Là con bò tên cúng cơm luôn. Kể từ đó là bạn bè cứ gọi ngài là con bò câm. Con bò câm thôi. Đau lòng mọi chưa? Người đều phá lên cười. Dạ vâng. Vì phá thích lên thú. Cười như vậy, ông Thánh nhà anh và tôi nhà tôi mới nhìn thấy. Nhưng mà ông Thánh nhà bà tôi đã sớm nhìn thấy rồi. Dạ vâng. Thì cái bữa đó là ông ấy mới chỉnh ngay. Ông Thánh nhà bà tôi không chỉnh. Ờ. Các thánh không chỉnh ngay đâu. Vậy hả? Các thánh bữa hôm đó là thánh Alberto đó mới gọi Thomas lên đứng ngay giữa lớp công khai sát hạch, hỏi những câu hỏi rất là khó, hóc búa và những cái kiến thức gì mà phải những con người nghiên cứu kỹ mới biết. Hỏi đến đâu ông Thánh Thomas trả lời hết sức thông minh. Dạ vâng. Và vì vậy rõ ràng nữa. Rõ ràng đó, lúc ấy ông Thánh Alberto mới chỉnh. Đấy. Mới bảo này, các cậu gọi cái anh Thomas này là con bò câm, nhưng các bạn nhớ cái lời của tôi đây này, con bò câm này về sau sẽ lên tiếng mà rống lên. Dạ vâng. Thì cái tiếng của con bò câm này sẽ vang dội khắp thế giới. Dạ vâng. Đấy. Dạ. Nhưng mà từ đó trở đi bà con không dám gọi ngài là con bò câm nữa. Vâng. Nhưng mà cái tên cúng cơm nó dính vào đấy rồi. Dạ vâng. Dạ. Vâng, kính thưa quý cụ bà và anh chị em, con thấy rằng để thay đổi chương trình một chút xíu, giờ đây chúng con xin kính mời tất cả mọi người chúng ta cùng hát lên một bài thánh ca của sáng tác bởi linh mục nhạc sĩ Ân Đức với dấu ấn tình yêu. Con nghĩ cái bài này cũng rất là gần gũi với Thánh Thomas Aquino của chúng ta.
Và hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mấy cung đàn thơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dẫn dìu con đi qua tháng năm trường, sớ chia buồn vui, úi an phù du. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng, hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tin con nhỏ bé nhưng hãy con với. Hồng ân vâng, cuộc đời Thánh Thomas Aquino là như thế. Và trong suốt thời gian này, con cảm ơn cha Giuse bề trên, cha Đinh Văn Nghị của chúng con đã dành thời gian nhiều để mà nghiên cứu đào sâu, để chúng ta sẽ đến với nhau trong những cái chương trình phục vụ thánh sắp tới. Chúng ta sẽ đào sâu thêm về, con nghĩ là không, chúng con không dám mở ra cái chương Thomas ở đây đâu, nhưng mà có lẽ mình học cái gương sống của Ngài rất là khiêm nhường. Chẳng hạn khi bị người khác gọi cho mình, người ta đặt cho mình một cái nickname, có lẽ mình cũng đau khổ lắm, nhưng mà khoan đang đau khổ, mình sẽ chứng tỏ cho người khác biết mình đẳng cấp nào bằng cách mình nghiên cứu và mình tiếp tục học hỏi, đúng không thưa cha? Dạ. Thực sự đã cái như bài hát cha chọn rất là tuyệt vời, đúng. Cảm ơn cha. Là bởi vì ngay từ nhỏ Ngài đã khao khát tìm thấy Thiên Chúa. Dạ, vâng. Và khi tìm được Thiên Chúa như vậy thì thấy rõ ràng là nghe được tiếng gọi, dạ, của vâng, Thiên Chúa luôn luôn thu hút Ngài sống với sự hiện diện của Ngài. Dạ, vâng. Do đó thì hy vọng trong những ngày tháng sắp tới, dạ, vâng, thì cha con mình tiếp tục chia sẻ về ông Thánh Thomas Aquino đó, dạ, vâng, thì thấy rằng cuộc sống đời của Ngài rất là bình dị, vâng, lời viết thì rất là sáng sủa và thông minh, dạ, vâng, nhưng mà phải nhớ rằng tất cả mọi sự giống như cái lời của Ngài nói, khi mà Chúa bảo rằng con muốn xin gì thì Ngài bảo rằng con không xin gì hết ngoài Chúa, Chúa ra. Vâng. Đây là cái điều mà người ta cũng nói rằng, nói rằng Thiên Chúa đã ban cho Thánh Thomas Aquino của chúng ta có bộ nhớ rất tốt và nhanh trí như vậy. Thì như vậy là sách vở luôn luôn là cái người bạn đặc biệt của Ngài. Thì như vậy là đối với Ngài thì học hành nó không phải là vấn đề gì cả. Dạ, vâng. Ngài học hành thì dễ tốt. Thì là có một người đó cùng lớp với Thánh Thomas mới hỏi này, này, tôi thực sự là ghen tị với bạn. Bởi vì bạn làm sao mà Chúa ban cho là bạn nhớ hết mọi sự bạn học vậy? Chỉ một lần bạn lướt qua là chúng đã là hầu như nó in vào óc của bạn rồi. Làm sao bạn có thể làm được như thế? Đấy, thì Ngài mới khiêm tốn trả lời sai biết không? Dạ không. Chúa giúp anh ạ. Chỉ vâng, có ơn Chúa giúp thôi. God help. Đây là cái điều căn bản. God help. Thế xong rồi thì ông kia nói là
Nói như vậy đó thì là đây là cái vấn đề thường thường là mình cứ hay nói Chúa giúp, nhưng mà đấy không kiểu đà mình, đây kiểu Tô-ma. Kiểu Tô-ma ngó nói Chúa giúp, nhìn cái mặt anh kia bệch ra, xong rồi thì Ngài nói ngay. Ngài bảo rằng ở trên đời anh thấy không, Chúa sáng tạo ra có hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc, hoa nhài, nhiều thu hoa lắm. Tôi hỏi thật bạn nhé, theo bạn hoa nào là đẹp nhất? Đấy, cái thì ông kia mới suy nghĩ một lúc rồi bảo chứ, tôi nghĩ rằng hoa nào cũng đẹp anh ạ. Bởi vì Chúa dựng nên thì mỗi hoa nó có vẻ đẹp khác nhau. Ông Thánh Tô-ma vui vẻ lắm, ông này hay quá. Lấy cái chìa khóa đó. À, vậy thì ông ấy hỏi luôn, vậy thì theo anh là có hoa nào tốt hơn hoa nào không? Thì ông kia bảo, dạ tôi cũng nghĩ rằng không. Thì lúc ấy ông Thánh Tô-ma bảo chứ, này, anh thấy không? Chúa tạo dựng cho mỗi loài hoa đều có màu sắc, hương thơm và hình dáng khác nhau. Thì cũng như vậy thôi, Chúa tự tạo dựng lên tụi mình. Mỗi người mỗi tài năng khác nhau. Mỗi người mỗi vẻ. Đấy, thì Chúa anh bảo tôi có đầu óc, nhưng mà Chúa giúp tôi cái đó. Nhưng mà anh thấy quay cái hình, tôi thì mập như này mà anh đẹp như thế kia. Đấy, cái kiểu Thánh Tô-ma rất là con người như vậy. Vậy thì để mà chúng ta đi vô trong cái tinh thần của ông Thánh Tô-ma, con nghĩ điều đó đều căn bản. Hy vọng rằng kỳ tới chúng ta cứ vậy mà đi. Vâng, kính thưa quý cụ bà và anh chị em, thời lượng giờ đã hết giờ rồi. Vâng, cứ đông đưa một tí mà đã là chuẩn bị là 50 phút hết rồi, chạy bay đi rồi. Một lần nữa chúng con xin thay mặt cho tất cả mọi người trong năm mới, chúng con xin cảm ơn cha bề trên Tu Xá, cha Giuse Đinh Minh Nghị, và chúng con tiếp tục cầu nguyện cho Ngài có nhiều sức khỏe, cũng như là lòng nhiệt huyết, lòng yêu mến Chúa, yêu mến Thánh Tô-ma Aquino và yêu mến giáo hội, để Ngài có thể soạn ra những bài học cho chúng con, để chúng con hiểu được cách sống với nhau. Thật sự chữ nghĩa và cái lý thuyết nó nhiều lắm, nhưng mà làm sao để mình sống với nhau, gặp khi những người khác ganh tị mình làm sao, gặp người khác cho mình một cái nickname chẳng đẹp tí nào mình làm sao, thì Thánh Tô-ma Aquino sẽ giúp cho chúng ta để giải tỏa tất cả những cái khó khăn đó, đúng không? Dạ vâng, như con biết là hết mà con buồn cái gì đi tắm ạ. Đi tắm mà buồn cái gì thì là sẽ là cái gì nữa, gọi là khóc. Em buồn em khóc. Em hết rất buồn nhỉ. Vâng, vâng, chúng con cảm ơn cha rất là nhiều. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kế tiếp. Và chúng con xin được chia tay với tất cả mọi người. Chúng con xin cảm ơn cha và cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em ạ.